Vụ sập cầu xảy ra khoảng 12 giờ 30 phút ngày 20 tháng 3 tại xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Mặc dù địa phương đã cắm bảng cảnh báo, nhưng tài xế vẫn liều mình chạy qua khiến chiếc cầu bị sập, xe tải rơi xuống suối. Vào thời điểm trên, xe tải chở đầy cát chạy từ đường dân sinh để qua cầu Ba Ven ở xã Lộc Khánh. Đến giữa cầu, do trọng tải xe quá nặng đã khiến chiếc cầu bị sập. Một số người dân phát hiện sự việc liền đến kiểm tra thì phát hiện xe tải rơi xuống suối. Người dân đã đưa tài xế bị thương đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Lãnh đạo ubnd huyện lộc ninh cho biết cầu ba ven là cầu sắt bắc qua suối ở ấp ba ven xã lộc khánh huyện lộc ninh cây cầu phục vụ nhu cầu đi lại của các hộ dân ấp ba ven đi vào dãy và qua các ấp khác cầu ba ven đã xuống cấp và ubnd huyện lộc ninh đang tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu đầu tư xây mới trước khi xảy ra sự việc địa phương đã cắm bảng thông tin cầu yếu để cảnh báo các phương tiện đi qua công an xã lộc khánh đang bảo vệ hiện trường để làm rõ nguyên nhân